Đô đốc Bò Lục bất ngờ khi thấy cặp víu khủng của Yamato nhưng lại nhận là con trai của Kaido. Momonosuke dùng hết sức bình sinh đẩy lùi Bò Lục ra khỏi Wano. Băng hải tặc của Sanji muốn gặp lại Luffy. Sabo được phong danh hiệu mới là Viêm Đế. Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với One More One Piece. Vậy là sau nạn đói One Piece một tháng trời thì chúng ta đã có bản full One Piece chapter 1054 với đầy rẫy những chi tiết nóng bỏng như là một màn chào sân cho saga cuối cùng của One Piece vậy. Không để anh em mất thời gian nữa, chúng ta sẽ vào chủ đề chính thôi nào. Tên chương Viêm Đế. Để cho bạn nào đã quên thì Viêm Đế là chiêu thức mạnh nhất, cũng là chiêu thức cuối cùng của Ace khi đối đầu với Dâu Đen. Cho nên chương này chắc hẳn Sabo sẽ là nhân vật chính rồi. Kết thúc chapter 1053 là cảnh vị đô đốc Bò Lục đang đứng trước thủ đô Hoa, trên tay cầm tờ truy nã của Luffy và nói rằng muốn lấy đầu của cậu để lập công với idol Akainu của mình. Những giả thuyết đồn đoán nhiều nhất về vị đô đốc này chính là trái ác quỷ và thế lực nào sẽ đối đầu với ông ta tại Wano. Tất cả đã được giải đáp ngay từ đầu chương 1054 này. Chương bắt đầu ở Kinh Đô Hoa, bữa tiệc có vẻ như sắp tàn. Thì Kiemon và các cửu hồng bao khác nhận thấy rằng ai đó đang tiến đến thành phố. Kiemon nói rằng Luffy Dono và những người bạn của cậu không nên biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó họ rời đi để đối phó với những kẻ xâm nhập. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi mà Luffy và các đồng minh của cậu chính là những ân nhân của Wano khi họ vừa trải qua trận chiến sinh tử với hai tứ hoàng giải phóng cho Wano quốc. Lúc này Bò Lục cũng đang tiến đến thủ đô Hoa, trong đầu của hắn đang suy nghĩ về điều gì đó và lẩm bẩm khả năng ảnh hưởng đến người khác. Đó là một điều khá khó để đạt được. Có lẽ ông ta đang ám chỉ đến Luffy, khả năng là trước đó ông ta đã được đô đốc Fujitora kể về cậu. Tại trận chiến tổng bộ 2 năm trước, mắt diều Homie Hawk cũng từng nhận xét rằng sức mạnh của Luffy thì không quá đặc biệt, nhưng cậu lại có thể gây ảnh hưởng lên người khác, đó mới chính là điều đáng sợ. Bất ngờ, Zairo, Shinobu, Inurashi, Denjiro, Nekomanushi và Kawamatsu xuất hiện trước mặt và bật đèn giao thông màu đỏ ngăn Bò Lục lại. Bò Lục thấy vậy nói rằng các samurai đừng cản đường hắn. Bên phía cửu hồng bao, Zairo nói kẻ đó, tức là chỉ Bò Lục, là người của hải quân, và Denjiro nói rằng hắn là một trong những kẻ thù của Luffy ở thế giới bên ngoài. Wano quốc trước giờ vẫn bế quan quả cảm, là một đảo quốc khép kín nên không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Còn bên phía hải quân và chính phủ luôn có gián điệp nằm vùng và theo dõi nhất cử nhất động của Wano, nên họ khá rõ tình hình ở đây. Bò Lục bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình và truyền đạo cho nhóm cửu hồng bao biết rằng các ngươi biết bao nhiêu về thế giới bên ngoài. Thiên Long Nhân là các vị thần của thế giới này. Một đất nước như các ngươi không liên kết với chính phủ thế giới sẽ không có bất cứ quyền gì. Xin lỗi, nhưng đó là cách thế giới vận hành. Bò Lục dùng chiêu Kinuki Mori Mori, rừng cấm đầy căm thù. Sau đó hắn tiết lộ, ta là người đã ăn trái Mori Mori no Mi, một người rừng, ta là tự nhiên, là cha đẻ của tất cả sự sống như biển cả. Và trái ác quỷ này thuộc hệ Logia, chứ không phải Zoan hay Paramecia như anh em đồn đoán trước đó. Có lẽ nó là loại đặc biệt giống như trái bóng tối của Dâu Đen, vì trước giờ đa số những người sở hữu trái ác quỷ hệ Logia thì có các năng lực rõ ràng hơn của một nguyên tố tự nhiên như đất, cát, bùn, ánh sáng hay là băng lửa. Ông ta tiếp tục đạo lý, ta sẽ cho các ngươi một bài học về nhân loại. Chúng ta cần tạo ra những sinh vật thấp kém để có thể sống. Mọi người đều có thể tồn tại bằng cách coi thường các quốc gia không liên kết. Sự phân biệt đối xử là thứ mang lại cho chúng ta sự ổn định. Ryukyu đặt tay xuống đất và bắt đầu trồng đủ các loại cây để tấn công nhóm Denjiro. Trong một trang đôi, Bò Lục đã biến thành một loại cây khổng lồ nào đó và tấn công nhóm cửu hồng bao bằng các cành và rễ cây đủ kích cỡ. Chiêu thức này làm mình liên tưởng đến Hokage đệ nhất bên Naruto, là một người sử dụng mộc độn. Tuy nhiên, chiêu thức của Ryukyu cũng giống như hàng phách thôi anh em ạ. Nhóm cửu hồng bao phòng thủ trước chiêu đó, Bò Lục tiếp tục với bài phát biểu của mình. Vô số người có thể chết ở đất nước này và không luật nào sẽ bị phá vỡ. Hãy ngăn ta lại nếu các ngươi có thể. Ta sẽ giết hàng nghìn người nếu cần thiết để bắt Luffy mũ rơm. Câu nói này của hắn thể hiện hai ý. Thứ nhất, hắn là một fanboy chính hiệu của Akainu, với công lý tuyệt đối, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót, sẵn sàng ra tay với những người vô tội để đạt được mục đích. Thứ hai, ý của ông ta chính là công lý nằm trong tay kẻ mạnh. Bất ngờ Yamato xuất hiện phía sau cửa bao và dùng chùy đánh vào đầu Bò Lục khiến hắn ta dập đầu xuống đất. Yamato tức giận nói với hắn rằng tất cả những gì hắn nói không thể tha thứ. Đòn tấn công của Yamato đã gây sát thương cho Bò Lục. Hắn nói rằng nó có haki rất mạnh. Yamato tiếp tục nói, Wano quốc đã phải chịu đựng 20 năm chế độ độc tài và bây giờ đất nước cuối cùng đã được tự do. Anh sẽ không để bất cứ ai làm gián đoạn lễ kỷ niệm xứng đáng của họ. Mẹ kiếp, con vợ nào đây? Tao, Yamato, con trai của Kaido. Con trai của Kaido. Bò Lục khá bất ngờ. Không biết bất ngờ vì Kaido có con hay bất ngờ vì Yamato nhận là con trai mà lại có cặp vếu to bà trá lở như vậy. Lúc này Momonosuke cũng xuất hiện ở dạng rồng. Tôi đồng ý với huynh Yamato. Chúng ta sẽ không để hắn đặt một ngón tay vào các anh hùng của chúng ta, những người vẫn đang hồi phục. Một con rồng. Bò Lục tiếp tục đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Momo sử dụng chiêu hơi thở Boro để tấn công Bò Lục.
Và thật bất ngờ, đó là chả có bất ngờ gì xảy ra cả. Ôi con sông quê. Momonosuke cố gắng bắt chước Kaido, nhưng cậu không thể tung được đòn tấn công. Thấy rằng đòn tấn công của mình không thành công, Momonosuke chạy về phía bò lục và cắn vào cơ thể hắn. Momonosuke sau đó cố gắng đưa bò lục rời khỏi Hoa Đô. Cậu không muốn mang lại nỗi sợ hãi cho trái tim của mọi người một lần nữa. Bò lục rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một con rồng màu hồng. Hắn chưa bao giờ nghe về chuyện này. Sau đó hắn bảo Momonosuke tránh ra và quấn vài cành cây khổng lồ xung quanh cơ thể Momonosuke để ngăn cậu lại. Momonosuke-kun! Yamato cố gắng giúp Momonosuke. Yamato huynh, tránh ra! Tại sao? Việc Momo tấn công và có vẻ như cậu ta muốn một mình đẩy lùi Đô Đốc là khá hợp lý. Thứ nhất, trước giờ Momo luôn được mọi người bảo vệ nên cậu cũng muốn thể hiện sức mạnh của mình với vai trò là một tướng quân chính thức của Wano. Thứ hai, nếu cậu có thể đẩy lùi được một Đô Đốc hải quân thì phía chính phủ thế giới sẽ phải xem xét lại việc thống trị Wano trong tương lai, vì giờ đây Wano đã có một thủ lĩnh mới vô cùng mạnh mẽ. Thứ ba, suốt 20 năm bị Kaido thống trị thì chả có ai đến giúp. Bây giờ họ vất vả liên kết được nhiều đồng minh để đánh bại Kaido, lấy lại tự do cho dân tộc, thì phía hải quân và chính phủ lại đòi đến hôi của thì đúng là không thể chấp nhận được. Sau trận đánh này thì chúng ta có thể khẳng định lại một chi tiết ở chap 1053, đó là Đô Đốc Bò Lục chỉ đến vào hốt xác hai Okaban King và Queen thôi, chứ để King và Queen hồi phục thì còn lâu mới có chuyện áo chỉnh như vậy. Để cho các đô đốc bu bất ảo tưởng lại nhé. Chuyển cảnh đến biển gần Wano Quốc, con tàu của băng hải tặc tóc đỏ đang ở đó. Một vài thủy thủ đoàn nói với Sanji rằng họ muốn gặp lại Luffy vì cậu đã trở thành một cướp biển vĩ đại. Sanji nhớ lại lần cuối cùng khi anh ở Wano Quốc khi họ nói chia tay với Oden vào ngày hôm đó. Anh ấy cũng nghĩ rằng Momonosuke và Hiroi hẳn đã trưởng thành. Băng hải tặc tóc đỏ cố này nỉ. Sếp, chúng ta đi gặp Luffy nào. Luffy thực sự rất tuyệt vời. Chờ một chút đã, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Usopp. Cái gì thế này, tên kít đó cũng ở đây. Không phải hắn đã chiến đấu chống lại chúng ta cách đây không lâu sao? Sanji bình tĩnh nhìn thấy tấm áp phích truy nã của Luffy. Vậy đây là... Bởi vì tấm truy nã của Luffy là dạng gear 5 của cậu, cũng là dạng thức tỉnh của trái ác quỷ, nên chắc hẳn Sanji đã nhận ra điều gì đó. Một đoạn hồi tưởng ngắn bắt đầu. Tàu của băng hải tặc tóc đỏ đang đuổi theo tàu chiến của hải quân. Thuyền phó Ben Beckman thông báo cho Sanji rằng có các thành viên của CP9 trên tàu, nhưng Sanji đếch quan tâm và ra lệnh tấn công. Một thanh niên, Hus, hỏi đám hải tặc muốn gì vì không có kho báu trên tàu chiến. Hus Hu nói rằng chúng chỉ có một trái ác quỷ nhỏ bé. Chiếc dương có chứa Gomu, Gomu no Mi mà chúng ta đã thấy trong chương 1 cũng xuất hiện. Có lẽ chính Hus Hu lúc đó cũng không biết gì về thông tin của trái Gomu, Gomu no. Hồi tưởng tiếp tục với Sanji nhớ lại một số cảnh với Luffy ở làng Fusa và khoảnh khắc Sanji hy sinh cánh tay của mình để cứu Luffy. Quay trở lại hiện tại, Sanji nắm lấy cánh tay bị mất của mình giống như lần anh nắm nó khi gặp dâu trắng vậy. Một số thành viên của băng không có trên tàu khi băng hải tặc tóc đỏ gặp Luffy trong quá khứ đã rất ngạc nhiên khi biết rằng sếp của họ biết Luffy. Họ đã nghe đủ loại tin đồn về Luffy. Ví dụ như Luffy là một con quái vật khỉ không thể ngăn cản, là một hải tặc khét tiếng, tàn bạo. Sanji nói chuyện với các đồng đội của mình. Ta không có ý định gặp Luffy. Gì cơ? Mình thì thấy rằng quyết định này của Sanji không có gì là ngạc nhiên cả. Lời hứa của hai người là gặp lại nhau vào ngày Luffy trở thành một hải tặc vĩ đại và trả lại chiếc mũ cho Sanji. Với Sanji thì bây giờ Luffy chưa phải là một hải tặc vĩ đại mà chỉ là một hải tặc có tên tuổi, vì đây không phải là lần đầu tiên cậu giúp một quốc gia được giải phóng. Vĩ đại của Sanji phải là giải phóng cả thế giới chẳng hạn. Sanji tiếp tục nói, cậu có thể nhắc lại cho tôi biết điều gì đang xảy ra trên lãnh thổ của chúng ta ngay bây giờ không? Ồ đúng rồi, ngài đang nói về cái gã có tên là Bato hay đại loại như vậy à? Có vẻ như hắn ta là một trong những thuộc hạ của Luffy. Hắn ta đốt cờ của chúng ta và đổ thành cờ của Luffy. Chà, chúng ta phải giải quyết nó, nếu không thì cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra với sự uy tín của ta? Sanji ngồi ở bên bàn cạnh Ben Beckman và đang thưởng cho mình một cốc rượu sake. Này Beck, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tham gia vào cuộc chiến vì One Piece. Có hai điều đáng nói về những chi tiết trên như sau. Thứ nhất, có thể thấy Sanji không quá gay gắt với Bartolomeo như ở trong bản spoil đã tiết lộ. Mặc dù cờ hải tặc là tượng trưng cho danh dự của băng hải tặc đó, nhưng với Sanji thì việc không làm tổn hại đến những người bạn mới là điều quan trọng. Từ đó chúng ta yên tâm phần nào đó về số phận của fanboy Bartolomeo. Cùng lắm thì tạo rào chắn bằng cách đan hai ngón chân thôi anh em nhỉ. Thứ hai, ngoài dâu trắng ra thì có vẻ như tất cả các tứ hoàng đều có mục tiêu là One Piece và trở thành vua hải tặc. Ở đây anh em nào tin Sanji là chùm cuối cạnh tranh vị trí vua hải tặc với Luffy thì cho mình xin nhẹ một cánh tay. Chuyển cảnh đến trụ sở của hải quân ở Tân Thế Giới. Một cuộc họp đang diễn ra ngập mùi chính trị. Một lính hải quân không rõ danh tính nói với Akainu rằng họ không thể để quân cách mạng tự tung tự tác. Akainu cũng nói ông ta biết vậy, nhưng họ không đủ quân lực cho mọi thứ. Akainu, Kizaru và người lính hải quân không rõ danh tính đang có mặt tại cuộc họp. Gã được gọi là Sabo, Viêm Đế, giờ đã trở thành anh hùng trên toàn thế giới. Nefertari Cobra là thành viên của 20 vương quốc thành lập nên chính phủ thế giới, đã tham gia vào hội nghị Liberi. Việc giết người đàn ông này là một thành tựu quan trọng của quân cách mạng. Tiêu đề của tờ báo xuất hiện có nội dung
Sabo đã sát hại Nefertari Cobra của vương quốc Abarasta, tức là cha của Vivi. Sau đó, tên hải quân này tiếp tục nói về những gì đã xảy ra trên vùng đất của Merizel trong khi Liveri được tổ chức. Vài giờ trước khi xảy ra vụ giết người, trong khu Thiên Long Nhân, vùng đất của các vị thần, biểu tượng quý tộc thế giới, vuốt của Thiên Long Nhân đã bị phá hủy, đó là một lời tuyên chiến. Khi người này nói lá cờ của Thiên Long Nhân bay trên đỉnh của một tòa nhà đã bị đốt cháy trong vụ việc. Những người lính hải quân do các đô đốc Bò Lục và Hổ Tím chỉ huy đã được huy động bởi mệnh lệnh của các quý tộc. Nhưng cuối cùng, quân cách mạng đã giải phóng được Bartolomeo Kuma, một cựu thành viên của quân cách mạng, người từng là nô lệ của Thiên Long Nhân, và tất cả bọn chúng đều đã trốn thoát. Có lẽ các đô đốc không thể chiến đấu một cách tự do ở vùng đất của các vị thần. Người đấy cần phải tạo ra lời bào chữa thay cho bọn họ. Và còn về sự biến mất của công chúa Vivi xảy ra cùng lúc với vụ giết hại vua Cobra. Một tờ báo giật tít đưa tin Vivi mất tích xuất hiện. Lúc này hải quân không rõ danh tính giới thiệu, anh ta là một người đàn ông với mái tóc màu trắng và đeo kính râm. Người này là Kuroma, biệt danh là Ngựa Đen, đội trưởng cục điều tra hình sự hàng hải. Tên thật của người này là Tensei. Hết chó đỏ, khỉ vàng, bò lục, chĩ xanh, hổ tím, bây giờ tới ngựa đen. Thật ra băng của Kaido chỉ là băng bách thú phách, băng Ryu 12 con giáp, phiên bản 7 sắc cầu vồng chính là băng hải quân anh em ạ. Chúng tôi vẫn đang điều tra về vụ mất tích và mối liên hệ có thể của nó với các sự cố. Alabasta có lẽ lúc này đang hỗn loạn. Tàu của họ vẫn còn ở Redport, tôi không nghĩ giờ là lúc nên quay lại. Vụ mưa sát San Chalot đã được giải quyết chưa? Về việc Thánh Miogat và cách ngài ấy giúp nghi phạm trốn thoát, đã có một phiên tòa xét xử ở vùng đất của các vị thần. Tại đó các hiệp sĩ của chúa đã can thiệp, điều này khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Để cho bạn nào đã quên thì Miogat là một Thiên Long Nhân khá tốt tính, khi trước đó ông cũng đã giúp công chúa Sidaroshi. Cứ mặc kệ chúng muốn làm gì chúng muốn. Có vẻ như Akainu cũng không ưa đám Thiên Long Nhân cho lắm, mà chỉ quan tâm tới hải tặc. Kuroma tiếp tục. Tin đồn nói rằng Sabo có thể là người giật dây đằng sau tất cả những vụ việc này, và cuộc cách mạng của 8 quốc gia đã diễn ra nhằm mục đích đưa các nhà lãnh đạo thế giới trở lại. Những tia lửa nổi dậy trên khắp thế giới, họ bắt đầu xem ga đó như một vị thần. Trong trang đôi cuối cùng, đất nước từ chương 1053, nơi có bức tranh khổng lồ của Sabo trên một tòa nhà, có một người đàn ông với cái loa trên sân khấu, trong khi mọi người cổ vũ Sabo, Viêm Đế. Có vẻ như năng lực của trái Meramera đã được phát huy tối đa sức mạnh trong tay của Sabo, nên cậu mới được đặt cho danh hiệu Viêm Đế. Ngài thậm chí có thể nói rằng sự nổi tiếng của hắn đã vượt qua tầm ảnh hưởng của chỉ huy tối cao của quân đội cách mạng ở Dragon. Và sau đó, ngay tại thời điểm này, em trai của hắn, Luffy Mũ Rơm đã trở thành một trong những tứ hoàng. Người đàn ông với cái loa bắt đầu nói chuyện với mọi người, đó là một thành viên của quân cách mạng. Hệ thống cũ của phía hải tặc đã bị phá hủy bởi em trai của Viêm Đế. Ngay bây giờ, thời đại này đang thay đổi. Trong khung cuối của chương, Akainu đang nhìn ra biển từ văn phòng của mình. Có vẻ như ta đã trở thành thủy sư đô đốc vào thời điểm tồi tệ nhất. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, ta sẽ kết thúc tất cả. Nhóm của Luffy và truy nã của các thành viên, cũng như việc Luffy đã đồng ý cho Yamato gia nhập băng hay chưa, không được nhắc tới trong chương. Hết chương, tuần sau vẫn có chương mới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu anh em thấy video của mình hay thì hãy nhanh chóng gia nhập băng hải tặc One Mom bằng cách để lại một like, một subscribe và đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé.